Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Ngày hôm nay thì shop Điện tử Thanh Huê lại tiếp tục lên sóng và cập bến cho các bác những cái con loa đình đám nổi tiếng trên thị trường. Trước mắt các bác đây là cái loa JBL 4430 và đây là cái dòng loa kiểm âm đầu bảng đình đám của hãng JBL các bác nhé. Loa thì được sản xuất vào những cái năm 1998. Chất âm của cái dòng này có cái chất âm rất là trung thực, ngọt ngào, chi tiết và đặc biệt là dễ dàng phối ghép với nhiều dòng âm ly trên thị trường. Và thời điểm hiện tại thì cái cặp loa này có cái mức giá rất là tốt cho các bác. Với cái thương hiệu JBL thì các bác hầu như đã biết đến rồi. Các bác yêu thích âm thanh thì đều nghe đến những cái tên gọi là JBL, là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được săn đón sử dụng trên thị trường với số lượng rất là lớn. Loa thì có cái cấu hình sở hữu bass 40 cm. Một loa trầm này thì có cái củ là 2235H giống như 2234H, có cái vòng ổn định từ thông độc đáo của JBL được lắp xung quanh cực để giảm độ méo sóng hài thứ hai, giúp giảm đi 3 dB ở cái tần số 35 Hz, cho phép đầu vào là 150W đến 27 Hz. Tiếp theo, giải tần số cao được trang bị loa chép loại còi bao gồm trình điều khiển 24-21A và còi hai hướng tâm 2344. Bass thì mềm, sâu, âm thanh chi tiết, rõ, sáng rõ, đậm chất của JBL. Nói chung là cái dòng này thì có cái chất âm rất là hay. Dạ vâng, một bên loa thì em đã tháo cái phần củ bass cho các bác được quan sát rồi. Và các bác có cái nhu cầu mua sắm thì các bác hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289 hoặc các bác cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng em có địa chỉ tại số 8 Tô Hiệu Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội. Các bác xem kiểm tra test sản phẩm thoải mái. Thì có cái công suất là 300W và độ nhạy là lên tới 93 dB. Cặp này thì rất là dễ dàng phối ghép và cũng như là bày điện ở không gian phòng. Đó, chiều cao rất là lý tưởng và cũng như là cái kích thước của con này gọi là kích thước rất là lớn. Để mà chi tiết được cái cặp loa này thì chút nữa em mời các bác cùng em quan sát thật kỹ chi tiết được cái cặp loa này. Zin tất cả đều zin xịn tuyệt đối các bác nhé. Và ê căng thì em đã bỏ sẵn ra rồi, em bỏ sẵn ra rồi với cái tấm ê căng màu xanh đặc trưng của hãng JBL. Dạ vâng, cái cặp loa dòng kiểm âm này thì hay còn gọi là dòng loa tai voi, có cái phần chép giống như cái phần tai voi. Đó, các bác quan sát rất là to các bác nhé. Và voi thì có từ bản đôn, còn cặp loa JBL này thì có từ Mỹ và hiện tại có mặt tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối. Ngay bây giờ em sẽ không để mất thời gian hơn của các bác nữa. Em sẽ đưa Caramel tới gần hơn, mời các bác cùng em quan sát kỹ chi tiết được cái cặp loa kiểm âm JBL 4430 này. Cặp loa rất là đẹp luôn các bác nhé. Và đầu tiên thì em sẽ quay cho các bác quan sát phần phía lóc loa. Đây các bác quan sát giúp em. Vuông thùng sắc cạnh tất cả đều rất là đẹp ạ. Đó, các bác để ý cái vân này cũng rất là đẹp các bác nhé. Vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo, đây là con còn lại đây. Đó, vuông thùng sắc cạnh luôn ạ. JBL Studio Monitor model 4430. Đó, các bác quan sát, đây là phần cái chép giống như hai cái tai voi vậy đúng không ạ? Rất là to luôn ạ. Và tiếp theo, đây là cái bát của cặp loa. Bát rất là to. Đường kính là 38 cm các bác nhé. Đó, các bác quan sát này, cái rốn này to chưa? Hai lỗ thông hơi của con này thì cũng được đặt ở phía trước ạ. Con nào cũng rất là đẹp các bác nhé. Con bên này cũng rất là đẹp luôn. Đó, các bác quan sát giúp em. Đây là cái phần phân tần phía sau của phía bên trong của loa đây ạ. Hai lỗ thông hơi ở phía trước. Đó, đây là em đã tháo sẵn cái phần bát đây cho các bác quan sát các bác nhé. Bát rất là đẹp luôn. Rốn to, rất là căng luôn ạ.
Đây, em sẽ cho các bác xem cái phần củ của cái bát này. Đây các bác nhá. 2235H đây. Đó, tất cả còn rất là đẹp. Với sức của em bê thì em thấy rất là nặng ạ. Hồng sườn đây các bác nhé. Đây là cọc loa đây các bác nhé. Đó, hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Và bác nào thực sự quan tâm đó, các bác hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Điện tử Thanh Huê xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.